Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Alo, má hả? Con Trúc Anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha. Ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống à, có không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không. Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ, Tiểu Thơ. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương Công Tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tì. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ha, Tiểu Thơ nhớ nha. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha. Nó xúm lại, trời nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ ơi. Cái gì em kềm trời được? Trời ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương Công Tử vô. Dạ xin mời Lương Công Tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương Huynh. Lương Huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương Huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá hèn gì như con voi. Chùi rau. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương Huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương Huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn China Town nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương Công Tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không. Tao với mày đi massage chơi vậy. Lương Công Tử. Lương Công Tử. Chị gì? Sáng mùng 1 sao Công Tử không lì xì cho em? Công Tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy? Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng ma ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương Huynh. Chuyện gì? Sao Lương Huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là Huynh thì Huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương Huynh.
kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng hang. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi, làm như hát hồ quảng kêu huynh để mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi, tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Luân Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu mụn cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt, tốt, tốt. 4 ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt không đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi mụn nhọt luôn á. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. À, mà kèm với cái hũ dưa da là trời ơi, số 1 nha. Thố thiệt á, thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này good idea nè. Nó hổng nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mà công tử uống. Công tử. Chuyện gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đại biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Miễn sao mày mời nước trà tao, mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn không? Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8 lượng, da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu vậy không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ. Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, huynh rành về điện ảnh vậy hả? Rất là rành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thầy gom, đàn ông mà đi thích Tom Cruise. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà.
Thôi Huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương Huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn đó nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bằng màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy Huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lương Huynh, chọc em hoài à. Đâu có chọc để làm cái gì. Đó là nghề gia truyền của gia dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy, chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Quên, nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quên nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Huynh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho Huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ Huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà quên. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Quên có chuyện gì mà quên buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy quên? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây, tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương chân bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết, mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 ông già, tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê âm. Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bảng, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm. Đó tại sao gọi tao là sai lầm. Sai lầm đi theo con đường cũ. Ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giũa bằng 3 năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giũa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Ủa, cha Huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Huynh, Lương Huynh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Huynh nói ba cái chuyện gì đâu, không không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán đây. Quá đi hả? Tại đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, mày nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi thiên nga. Đồi thiên nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường. Con máy là con nào?
Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim của lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết à mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? À, mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói cho em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa, tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên nè. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt này giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội. Trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó, con mập á đem nấu chao, còn con ớn kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đàm. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự luôn mình, ai cho mày xí vô? Trời công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hẻm burger không mà thèm thình vịt thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử Red Bull nè. Uống vô, nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang. Khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đường là mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Quỳnh. Lương Quỳnh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Quỳnh biết. Mày có gì bí mật mở trong số hả? Cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Quỳnh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Quỳnh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi nó giết người! Giết cái gì? Đâu mày giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày cứ suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à? Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Quỳnh nghe, ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Quỳnh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Quỳnh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Quỳnh không phải là trai mà là gái. Lương Quỳnh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó thay em lên Kinh Đô để hầu em đó. Mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Quỳnh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lương Quỳnh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi.
thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lưu Huynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hễ mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy làm chồng của em. Không sao, không sao. Chịu rồi ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đến đây nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lặng, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thơ. Cái gì vậy? Tiểu Thơ. Chuyện gì cái vậy? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thơ. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng. Khóc không à? Vào một đêm không trăng sao nhưng suốt đời in sâu lòng người. Hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Con với Lương Huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Lương Huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bé, ông bồng, bé bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương Huynh, thì ra 2 năm nay Lương Huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ. Tell you something. Wait. Em bệt quá Lương Huynh ơi. Tao thấy tao còn mệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Huynh. Bữa hôm đó Huynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Huynh để, đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời, uống nó uống, Huynh uống, nó uống, Huynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường này con trai mày không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận. Tiểu Thơ. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nói nghe nè. Đừng. Bây giờ, chút muội đừng chết. Chú muội đừng chết, mùng một Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ để Huynh tính cho. Bây giờ Huynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi, thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được, hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nói nghe nè, bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy? Giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu?
từ chối. Ờ vậy được rồi, vậy là cuối cùng rồi không có người hốt mình. Ê, điện thoại. Dạ 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 em chúc vui quá. Vậy là khỏe khỏi cần giấu. Khỏe rồi không giống nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì em Mũi? Lương Huynh ơi. Hả? Chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ Mã. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ Ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi. Ép gả Muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ Lương Huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Trúc Muội, ta nói cho Trúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Trúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa Muội. Trúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Anh bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, tao mừng quá. Ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này. Hả? Đồ vô kia nè. Đi hả đây. Đi. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây, ta thấy khen Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye. Bye. Hẹn tụi bay.